Rồi, con thứ 20 ra các bạn ơi. Con thứ 20 ra nè, ra tới. Ở đây mình quay cho các bạn xem con heo nó đẻ nè các bạn. Con heo này tới công chuyện luôn nè. Ở trong đây nó không nằm mà nó nằm ngoài này nè. Đó, cái bầy heo này nó đẻ nè các bạn. Mình ra là đẻ được bao nhiêu đây nè. Mình tính là ngày mai nó mới đẻ. Mình hồi chiều mình kiểm tra thì không có cái gì hết trơn á. Không có biểu hiện của đẻ hết trơn á. Giờ mình đếm thử nha. Bên đây có một con bị khô thai nè, để mình bắt cái con ở cái con. Bên đây có một con bị ngợp nè. Để mình bắt cái con này ra trước nha. Rồi mình bắt cái con ngợp đó ra các bạn ơi. Mình ra là đã ngợp rồi. Kiểm tra nè các bạn. Một con trên đó nè, hai con nè, ba con nè, bốn con nè, năm con nè, sáu con nè, bảy con nè, tám con nè, chín con, mười con. Với cái con ngợp là 11 con rồi các bạn. Đó, hiện tại là heo của mình nó đẻ được 11 con rồi. Mà bụng nó vẫn còn nha các bạn. Bụng vẫn còn nhô nha. Các bạn đón xem với mình con này nó đẻ được bao nhiêu con nha. Cái con này nè, hồi đêm hôm á là nó đã như vậy rồi. Rồi bắt đầu mình lùa nó xuống rồi. Nó nhảy qua đây nè, cho nó xuống. Mình lùa lên trên này ngược lại rồi mà nó không chịu nữa. Đó, mình lùa nó vậy rồi. Cái bắt đầu khoảng chừng một tiếng sau nó cũng chui ra, nó nằm như hình gì nữa. Mình bỏ đại nó luôn. Nó đẻ hồi chiều tới giờ đó mà nó bị khô hết rồi các bạn ơi. Các bạn thấy sữa nó chảy không? Đó, sữa nó chảy nhiều kìa. Nó đẻ mà con nó bị khô hết rồi. Mình đi ra phía sau mình quay cho các bạn xem nè. Đó, cái cục đen đen đó là khô đó các bạn. Để mình bỏ nó trước đi nha. Đây mình quay cho các bạn xem nè. Quay tổng thể nó cho các bạn xem nè. Cái con này nhỏ, cái con này lúc khoảng 80kg. Nó còi. Mà cái ngày tháng nó đã lớn rồi. Nó mới 80kg thôi là mình phối nó rồi. Mình không có tiêm khô thai. Bây giờ nó đẻ nó bị khô hết rồi. Còn con bên đây là con CB. Nó các bạn thấy cắt tay không? Đây CB nè. Bây giờ nó đẻ được 10 con rồi. Để một tí nữa nó đẻ thêm thì mình quay cho các bạn xem nha. Tối nay con heo mình nó đẻ các bạn, mà mình không hay luôn. Hồi nãy lúc hơn 9 giờ là mình chuẩn bị đi ngủ rồi đó. Cái đầu mình bật camera lên mình coi thử coi nó làm sao. Mình bật camera lên cái mình thấy cái con heo của mình hồi chiều nó đẻ mà nó bị khô á, là mình bỏ đại luôn rồi. Hồi chiều giờ mình không canh, là nó đẻ hồi lúc 2 giờ mấy gần 3 giờ á, là mình bỏ luôn rồi. Rồi bắt đầu là mình lùa cái con heo khác lên. Rồi mình coi camera con cái bầy tự nhiên đi lóc nhóc hết trơn. Mình giật mình chạy ra là rồi xong cái đầu mình ra mình canh, là mình ra là mình thấy nó ngợp một con các bạn. Rồi hồi chiều á thì nó chưa có biểu hiện đẻ đó các bạn, mà mình nghĩ cái con này á là có thể là nó bị động thai á các bạn. Hồi chiều mình lùa nó ra nó có trượt chân, nó té nằm dài một cái, rồi bây giờ là nó đẻ, có thể là nó bị trượt chân. Rồi để một tí nữa coi nó đẻ được bao nhiêu con á thì mình quay tiếp cho các bạn xem nha. Các bạn thông cảm nha, cái clip này á thì nó đẻ sớm các bạn, là mình không có quay luôn từ đầu cho các bạn xem được, thì các bạn đợi hết clip của mình xem là nó đẻ bao nhiêu con nha. Rồi đây nè các bạn, nó chuẩn bị gặn ra con thứ 12 nè các bạn. Đó, con thứ 12 dãy rồi, để mình. Rồi cái con lúc nãy đẻ ra dãy nè các bạn. Mình chùi mũi, chùi nước nhờn của nó xong rồi nè. Mình dở hai giò nó lên, mình đánh vô chỗ này nè các bạn. Mình đánh nhẹ nhẹ 3-4 cái gì đó. Tới đầu mình quay lên mình chùi. Bây giờ nó sống bình thường nha. Heo mình hiện tại là được 12 con rồi. Để mình bỏ mấy con này vô luôn. Chưa kịp buộc gúng bỏ mấy con này vô nữa, đẻ nữa rồi. Nó muốn gặn nữa rồi đó. Để một tí nữa mình quay cho các bạn xem thêm nha. Heo mình nãy giờ nó đẻ nhanh quá các bạn ơi. Nãy giờ mình xử lý không kịp luôn á. Đèn ống mình tháo ra mình chưa có buộc nữa nè. Nè các bạn thấy không? Cái heo của mình nó bò lóc nhóc luôn nè. Hai con này là hai con muốn ngợp nè. Nó đẻ ra là nó dãy rồi. Mình xử lý xong rồi đó. Nãy giờ là ba con giống vậy rồi đó. Giờ mình kiểm heo cho các bạn xem nha. Đây ở ngoài này 1, 2 nè. 3, 4, 5, 6, 7. 7 con rồi ha. Trong đây nè. 8 nè. 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 con với một con ngợp là 15 con rồi đó các bạn. Heo mình nó đang chuẩn bị gặn nữa nè. Hồi chiều mình mới lùa nó lên sàn này hồi chiều luôn. Rồi cái hoa của nó cạ vô chỗ cái cây này nè các bạn. Là nó bị gách một đường. Bây giờ nó đang gặn nữa. Rồi nè các bạn, nó đang gặn chuẩn bị gần ra nữa nè. Heo này tại hồi chiều thì mình chưa có tính là nó đẻ đâu, nên mình chưa có quay cho các bạn xem. Hồi chiều cái bụng nó cũng to lắm. Hiện tại đã được 15 con rồi, nó ngọt một con là nó còn 14 con nha. Bây giờ nó đang chuẩn bị gặn nữa. Mới đẻ ra được 2 con nữa các bạn. Cái con này nó muốn ngọt rồi nè. Cái con này nãy giờ là mình hút mũi nó lắm rồi nè. Đó. Các bạn thấy không? Nó thở kìa. Nó hả họng nó thở luôn đó. Nãy giờ hút mũi nó 4-5 lần luôn á. Còn một tí nữa mình sẽ đếm kiểm heo lại cho các bạn xem.
nó mới ra hai con nữa. Rồi cái con bên đây đẻ là bị khô hết, mình bỏ vài con bên đây cho nó bú này, có thể là con này nuôi tiếp nó luôn đó. Bây giờ mình phải xử lý, mình đưa tay vô mình can thiệp coi còn con nào nữa hay không. Tại vì nó đẻ ra con nào cũng hớt hớt hết trơn các bạn. Là bây giờ mình phải can thiệp, mình phải kéo nó ra trước mới được. Không thể để con mẹ nó, tại vì nó đứt dây rúng ở trong rồi. Nãy giờ mình lo xử lý mấy con ngọp các bạn, là mình không có quay video cho các bạn được. Mấy con ngọp tốn thời gian lắm các bạn. Nãy giờ là nó hao của mình 3 con rồi. Rồi mình cho con này nuôi tiếp luôn nè. Đó, đẻ mấy con này, mấy con đầu nè, mấy con này đẻ sau nè. Mình đếm cho các bạn xem nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, trong sọt 6 con nè. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Dưới nó hao 3 con các bạn. Ở đây nè, trong bao này hao 3 con nè. Mình xin phép mình che lại nha. Tại vì mình không che là YouTube nó đánh cái video của mình nha các bạn. Hiện tại là con này đẻ được 19 con rồi, sống 16 con nha. Đó, đây là nái CP 2 máu, đẻ 19 con. Rồi nó đẻ xong là vài ngày là tới con này. Con này là đợi hết 3 máu, các bạn coi bụng nó nè. Đó, các bạn thấy chưa, nó nằm ngủ mở bụng nó nè. Là tối ngày 10 tháng 10 các bạn. Mình chưa có tính là ngày mấy nữa, mà qua lẻ tháng mới lẻ vài ngày là đẻ đó. Rồi hiện tại là heo mình được 19 con ngọt 3 con nha các bạn. Cái con này là đẻ không có con nào luôn nè. Con này là bị khô hết trơn luôn, không có con nào luôn. Con này mình không có đếm chính xác là bao nhiêu con, không biết là nó có rớt dưới sàn hay không, chứ mình lượm lại được 2 con rồi đó. 2 con nhỏ xíu các bạn, 2 ngón tay dẹp lép không. Rồi mấy đàn bên đây nó bú nè. Cái đàn này đang bị vài con bị cầu trùng nè. Nè các bạn, cái đàn này là nó ở ô này nè, mình dời qua đây, đó mình tách hai cái bầy này cho nó nhốt chung. Chứ thôi cái bầy này bú một cái là cái bầy bên đây nó la làng quá trời la. Cái này hai bầy là mình nhốt lại với nhau nè. Một bầy 16 ngày với một bầy 17 ngày là mình tách bầy rồi. Hôm nay nữa là một bầy 19 ngày, một bầy 20 ngày. Bây giờ nó đòi ăn đó. Bây giờ mình sẽ trộn cám cộng với amoc mình đổ cho nó nha. Ở đây mình trộn cám với amoc mình đổ xuống cho nó nè các bạn. Ở đây mình trộn khoảng 200g cám với khoảng 1.5 muỗng amoc nha. Để mình trộn thêm mình đổ đằng đó nữa. Đây nè các bạn, nó đói nó dành ăn đó. Coi các bạn nhìn nè. Nó bu lại nè. Bây giờ mình đổ thêm cái máng bên đây nữa. Cho nó bu qua bên đây nó ăn bớt. Đây là hai bầy mình ghép lại với nhau nha. Bầy này mình tách sớm các bạn, để mình nhường chỗ cho mấy con khác lên đẻ. Tại vì mình không có đủ sàn đẻ. Cái con này hồi nãy mình kiểm tra rồi thì chưa có con nào ra tới hết trơn á. Hồi nãy mình đút vô cái lần đầu tiên á là cái con nó ra tới rồi. Mà con nó ngọt rồi các bạn ơi. Bây giờ nó chỉ có 19 con thôi, để mình đợi một tí nữa đi, coi có con nào nữa hay không nha. Rồi các bạn, nãy giờ con heo của mình nó đẻ cũng gần xong rồi, nhưng mà nó đẻ ra con nào nó cũng dãy dãy hết trơn các bạn. Là nó đứt cuốn sẵn hết trơn rồi, mình nghĩ là con này chắc cú là nó bị động thai hồi lúc chiều mình lùa luôn. Mình lùa ra nó trượt 2 giờ sau nó nằm dài nằm bẹp xuống. Rồi mà nó vẫn đứng lên nhanh bình thường nha. Mình nghĩ là nó động thai, rồi tối nay là đẻ luôn. Tại hồi chiều nếu mà nó đẻ mình kiểm tra sữa là đã có sữa rồi. Bây giờ nó đẻ gần xong rồi. Đợi một tí coi là nó đẻ được bao nhiêu con nha các bạn. Các bạn cùng xem hết clip của mình đón con heo này đẻ được bao nhiêu con nha. Con này là con CP 2 máu, con của nó là 3 máu. Mình còn 3 con CP 2 máu nữa các bạn. Hai con nó đẻ rồi, là một con đẻ được 16 con đó. Rồi mấy cái lần trước là đẻ 18-20 không à. Rồi cái con này là con sau nhưng mà bụng to. Hồi cái clip trước thì mình cũng quay cái con này cho các bạn xem đó. Thì các bạn cùng xem hết clip với mình là nó đẻ được bao nhiêu con nha. Đây mình thấy nó quẩy đuôi, nó muốn gặn nữa các bạn. Không biết là con hay là nhau đây. Có thể là con các bạn ơi. Nó gặn như vậy là có thể là con rồi đó. Để cho con này ra đi. Con thứ 20 nè. Rồi con thứ 20 ra nè. Gặn cái nữa ra các bạn ơi. Rồi con thứ 20 ra các bạn ơi. Con thứ 20 ra nè, ra tới rồi. Đây con thứ 20 ra nè các bạn. Để mình kéo nó ra tiếp nha.
Đây mình quay nha cho các bạn xem cái con thứ 20 nè. Con này vẫn ổn ok các bạn ơi. Nó chưa có gọi là ngọt đâu. Ra chuồng cái là nó ok. Bây giờ mình bỏ vô nha. Đó, con thứ 20, sống 17, ngọt 3. Rồi để một tí nữa mình cập nhật tình hình cho các bạn xem thêm nha. Rồi các bạn ơi, khả năng là heo của mình nó đẻ chỉ được 20 con thôi các bạn. Vậy là xong rồi. Giờ mình quay cho các bạn xem tổng đàn của mình nha. À, có một con nó chưa bú được các bạn ơi, con nó còn yếu nha. Con đó thì nó hơi ngọt thì mình hút nhiều lần lắm. À, bây giờ nó còn yếu mình bắt ra bú lại nó bắt đầu nó la. Đây mình cho các bạn xem. Cái con heo này là không đẻ được con nào luôn, là cho mấy con khác bú nhờ luôn. Tổng đàn của mình là đã cho bú xong hết trơn rồi, chỉ có một mình nó là bắt ra bú, đụng vú lạ la, đụng vú lạ la. Rồi bắt đầu kiểm heo với mình nha. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Rồi qua bên đây. 10 11 12 13 14 15 16 17. 17 với 3 con ngọt lúc nãy nè các bạn, là heo của mình được 20 con mà được 17 con nha. Hên cái là con heo này mình thấy cái bầu sữa của nó ít nè. Các bạn nhìn thấy bầu sữa nè. Là con này nó cũng ít sữa. Được cái là con này nó cho bú tiếp vài ngày cũng đỡ các bạn. Heo này nó đẻ con rất là nhỏ các bạn ơi, không có bự đâu. Cái đàn bên đây có mấy con nó bị cầu trùng nè đó các bạn. Cái đàn bên đây nó cũng bị vài con cầu trùng nữa, nhưng mà nó gần hết rồi, nó sệt lại nè các bạn. Các bạn thấy không, bữa hổm là phân của nó tươi luôn. Đây nè, phân của nó giống vậy nè. Cầu trùng là phân nó giống vậy nè các bạn. Nó vàng nhạt vậy nè. Rồi xong bên đây là mấy con gần hết là bắt đầu nó sệt lại nè. Các bạn thấy vàng nhạt chưa? Rồi mấy con bên đây nè, gần hết rồi nó vàng lại nữa, nó sệt lại nữa. Rồi mấy con trên đây bắt đầu là nó vàng nhạt lại, rồi phân trắng nè, nó gần hết rồi đó. Còn mấy con bên đây hồi nãy mình cho nó ăn, rồi bây giờ nó no ngủ hết nè. Coi các bạn nó nằm nè, coi dồn nè. À nó lạnh á. Không khí bữa nay nó lạnh đó các bạn, nó dồn lại á. Cái này thì ngày mai mình phải thêm một bóng đèn cho nó nữa. Đàn nái của mình nó ngủ nè, các bạn thấy có gì khác lạ chưa? Có một con nó nhảy xuống với mẹ nó nè. Nó to rồi mà nó còn nhảy xuống nữa. Cái con này mình phối được tháng mấy rồi nè. Mấy con bên đây chưa đâu, mấy con bên đây chừng tháng mấy, 2 tháng à. Đó, hai con nè các bạn. Hai con này được cả 2 tháng rồi, hơn 2 tháng xíu rồi nè, bụng nè. Bên đây thì đàn heo thịt nằm ngủ rồi. Còn không nhiêu con đó các bạn, trong chuồng của mình còn mấy chục con à. Nè bên đây là đàn heo bắn tết nè các bạn. Cái con này là cái con để làm giống. Vài bữa nữa mình nhốt nó qua lồng, khoảng chừng tuần nữa nó lên giống lại mình phối nó. Heo này cũng không có lớn đâu các bạn. Nó dao động chắc nó tầm heo bên đây chừng 90 kg, hơn 90 kg xíu à. Mấy con bên đây là vô chăm mình nè. Nó mình chỉ còn bao nhiêu bán tết thôi. Rồi nè các bạn, cái này này con nái nó đẻ hồi hôm thì con nái này thì mình cũng cho vô lồng rồi nè. Tự nó chòi vô đó các bạn. Nó đưa cái đầu nó vô đây nè, rồi nó xéo về đó, rồi mình cố gắng mình đẩy mình nâng cái sắt này lên xíu, rồi mình bẻ cái sắt xuống. Đó nó về chỗ của nó rồi đó. Heo này đẻ rất là nhỏ luôn các bạn ơi. Cái con này hồi đêm hôm nó chỉ có một con thôi. Khoảng 5 con khô thai mà nó hai ngón tay dẹp dẹp vậy nè. Rồi có một con bự của nó chắc gấp 4 lần cái con bé tí đó. Còn mấy con nó sẵn gấp 3 lần những cái con bự trong đàn này. Bây giờ mình bỏ trong cái bao này mình chưa giục nữa nè, tí nữa thì mình mới đi giục. Hiện tại bây giờ là khoảng 3 giờ chiều nha các bạn. Của nó là còn 17 con các bạn ơi, 20 con mà còn 17 con nha. Cái con nái này mình sẽ cho nó nuôi 10 con, rồi con bên đây mình sẽ cho nó nuôi 7 con. 7 con bên đây mình sẽ cho nó nuôi từ 5 đến 7 ngày. Rồi xong rồi cái con tới ngày cái con này đẻ nè, mình sẽ đưa nó xuống. Rồi mình sẽ dồn về cho con mẹ nó nuôi. Khoảng một tuần nữa thì mình sẽ có con nái đẻ nữa thì mình quay cho các bạn xem thêm nha. Còn bên đây là những con heo con này nè. À, hồi hôm mình quay cho nó bị cầu trùng đó. Thì sáng nay thì nó đỡ rồi, có thể ngày mai nữa là bắt đầu là phân nó sệt nó khô hết rồi. Còn đàn bên đây cầu trùng thì nó hết rồi. Đàn bên đây thì 20 mấy ngày, đàn bên đây bữa nay là một bầy 21 ngày, một bầy 20 ngày, một bầy 21 ngày. Bây giờ là mình tiến hành mình sẽ rửa sàn này luôn. Tại heo con mình sẽ hạn chế tắm các bạn. Bữa nào nắng gắt dữ lắm á là mình mới tắm cho nó thôi. Sàn thì 2 bữa hoặc 3 bữa thì mình sẽ rửa một lần chứ không có ngày nào mình cũng rửa nha.
tại vì mình càng rửa là con heo con nó càng lạnh thì nó càng dễ bị viêm phổi lắm. Nên mà heo mình á có nhầm sàng dơ thì các bạn cũng thông cảm cho mình nha. Rồi mình cảm ơn các bạn đã theo dõi hết clip của mình nha.